Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video này thì mình sẽ tiếp tục đưa ra những nhận định cũng như là góc nhìn cho bốn cặp tiền bao gồm vàng, BTC USD, dầu và chỉ số USD Index ở trong tuần mới này nhé. Tuần mới này thì cũng là cái tuần mà kết thúc tháng 8, cho nên là nếu như anh em nào mà đã có lãi trong tháng rồi thì chúng ta nên đi khối lượng nhỏ thôi để bảo toàn vốn nhé. Tuần mới này thì sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Đầu tiên thì mình có một thông tin dành cho các bạn, đó là bên mình đang tổ chức mới cuộc thi dành cho các trader có tên là truy tìm best volume của tháng. Cái thể lệ tham gia rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản với mã đối tác là 67V89 hoặc là đăng ký tài khoản dưới link của mình. Mình có để link ở dưới phần mô tả của video nhé. Thì sau khi đăng ký xong, các bạn cứ giao dịch bình thường thôi. Thì cơ cấu giải thưởng sẽ là một giải nhất 200 đô này cho những người nào mà giao dịch từ 8 đến 10 lot. Một giải nhì là 100 đô giao dịch từ 6 đến 8 lot. Và hai giải ba dành cho hai người mỗi người 50 đô khi mà giao dịch từ 3 đến 5 lot. Và giải khuyến khích là 5 giải 20 đô cho những người mà giao dịch từ 1 cho đến 2 lot. Thì nếu như các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn hãy tham gia cuộc thi này ngay nhé. Đến cuối tháng thì mình sẽ tổng kết lại, và những anh em nào mà đạt giải thì tiền sẽ được bắn trực tiếp về tài khoản 1T4, 1T5 của mọi người luôn. Anh em có thể là rút số tiền đấy ra hoặc là để đấy và giao dịch tiếp ở trong tháng 9 cũng ok nhá. Và tiền này là tiền thật nha, chứ không phải là tín dụng hay là bonus như mọi khi nhá, nên là mọi người chú ý nhá. Và tuần vừa qua thì mình cũng đã tổng kết lệnh vàng ở trong nhóm VIP, tổng kết được 305 pip này. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2 thì lãi là 100 pip, ngày 3, ngày thứ 3 thì được 10 pip này, ngày thứ 4 lãi là 130 pip. Ngày thứ 5 thì hơi xui một xíu khi mà âm 5 pip và chốt sổ ngày cuối tuần thì lãi được 70 pip và tổng tuần là 305 pip. Nếu như mọi người mà thích giao dịch vàng và cặp tiền với những lệnh scalp, số lượng lệnh trung bình từ 3 đến 5 lệnh mỗi ngày, thì mọi người có thể đăng ký tài khoản sàn XM dưới link của mình để được tham gia vào nhóm VIP này ngay nhé. Bây giờ trước khi đến với phân tích bốn cặp tiền chung nhau, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những cái tin tức chính sẽ diễn ra trong tuần mới này nha. Thứ hai thì sẽ có bank holiday liên quan đến bảng Anh này. Đến thứ ba thì lúc 9 giờ tối sẽ có tin về niềm tin của người tiêu dùng. Thứ tư thì sẽ có tin về đô la Úc liên quan đến tin CPI. Thứ năm thì sẽ có tin về euro và đô la Mỹ. 7 rưỡi tối là có tin GDP sơ bộ và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Và kết thúc tuần đó là tin liên quan đến đồng euro, đô la Canada và chỉ số giá PCE cốt lõi liên quan đến USD. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến phân tích cho bốn cặp tiền trong tuần này nhé. Đầu tiên như thường lệ đó là chúng ta phân tích vàng nha. Vàng trong tuần vừa qua đóng nến là một cây nến pin 3 màu xanh như thế này. Và tuần này thì cũng đã thiết lập một cái định mới ở mức 25-30 này. Và cây nến này là một cây nến pin 3. Tuy nhiên thì cái lực tăng của nó vẫn đang được duy trì. Thì trong tuần này chúng ta vẫn ưu tiên cái việc là chúng ta canh thấp để buy lên về khung D để tìm ra những cái điểm tiềm năng buy lên nhé. Về khung D thì mình có thể nhìn thấy một vùng mà các bạn có thể canh buy lên, đó là vùng đỉnh cũ sau khi giá phá vỡ này. Nó sẽ đâu đó quanh 2466 cho đến 2492. Thì đây sẽ là cái vùng gần nhất mà mọi người có thể là canh buy lên. Chúng ta sẽ đợi giá giảm một nhịp và phân tán cái lực sell xuống đến vùng màu xanh này thì chúng ta sẽ ăn chai buy lên nhé. Đấy là cái plan đầu tiên. Plan thứ hai thì sẽ về vùng thời gian H4 để tìm ra một cái điểm entry tiềm năng hơn này. Vùng H4 thì plan đầu tiên vẫn được giữ nguyên trên cả khung D và khung H4 nhé. Còn cái vùng buy tiềm năng thứ hai đó là cái vùng hỗ trợ dưới này. Giá test lại hai lần trước đấy nhưng mà chưa phá vỡ được, và cứ test lại hai lần là giá bật lên như thế này. Thì trong trường hợp mà giá hồi về cái vùng quanh 2466 cho đến 2490 mà mọi người thấy là cái lực sell của nó vẫn còn đang rất là mạnh khi mà liên tiếp xuất hiện những nến màu đỏ, thì chúng ta nên đợi buy lên tại vùng giá quanh 2433 cho đến 2457 thì sẽ an toàn hơn nhé. Tại vì là cuối tháng cộng với cái việc mà dạo này vàng đi rất là bất ổn nên là nó có thể là gây ra cái trường hợp phá vỡ giá xuống rồi phản ứng với cái vùng mà hỗ trợ phía dưới này, rồi sau đấy mới tiếp tục cái xuống tăng trước đấy. Thì đấy sẽ là hai cái plan để các bạn có thể là canh buy vàng lên. BTC USD thì hiện tại giá vẫn đang chạy và trong khung wick đang có một cây nến engulfing. Nếu ngày hôm nay đóng nến là một cây nến engulfing dài như thế này thì đây sẽ là cái tín hiệu để chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta canh buy lên. Tại vì sao lại có một cái nhịp tăng như này? Tại vì là
một phần cái tối hôm thứ sáu ấy, chủ tịch FED tham gia cái hội nghị Jackson Hole đã có một cái tin bỏ ngỏ về cái việc mà thắt chặt chính sách tiền tệ và giảm lãi suất trong tháng 9. Cho nên là BTC và vàng đã đồng loạt có một cái nhịp tăng như thế này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau về khung D để tìm ra những cái điểm để có thể buy lên nhé. Vùng đầu tiên mà mọi người có thể buy lên đó là vùng giá đỉnh cũ này. Nó đâu đó quanh 60.9k cho đến 62k. Tại vì sao? Tại vì là trước đấy chúng ta có thể đây sẽ là cái vùng đỉnh cũ, cái vùng kháng cự phải không? Nhưng mà giá đã break qua với cái thân nến rất là đầy đặn như thế này, chứng tỏ là cái lực buy của nó rất là mạnh mẽ. Và nó cũng đã vô tình để ra một cái vùng giá mất cân bằng giữa phe buy và phe sell. Khi mà có một cái lực đẩy tăng mạnh như thế này thì để an toàn thì mình nghĩ là mọi người nên đợi giá hồi về vùng này, vùng 61.5 cho đến 62k, thì chúng ta sẽ anti buy lên, sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ là đây sẽ là cái vùng hợp lý nhất để mọi người có thể là canh buy lên đấy. Chúng ta sẽ về khung H4 để xem là có cái vùng nào không nhá. Với khung thời gian H4 thì cái nhận định của mình cũng sẽ như vậy thôi, tức là cái vùng giá quanh 60.9 cho đến 62k như này nó rất là tiềm năng. Tại vì cái cú phá vỡ vào tối hôm thứ 6 hôm qua ấy, nó đã cho thấy là cái vùng giá kháng cự này đã mất giá trị rồi, thì chúng ta sẽ đợi giá hồi về đây để canh buy lên sẽ an toàn hơn. Thì với BTC mình chỉ có một cái plan đấy thôi. Chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo, đó là USD Index. USD Index thì trái ngược lại với vàng. Khi mà vàng tuần vừa rồi đã thiết lập một cái đỉnh cao nhất mọi thời đại, thì DXY liên tục cắm đầu giảm và phá vỡ qua cái vùng hỗ trợ đây. Trước đấy chúng ta có thể thấy là cái vùng hỗ trợ này rất là cứng phải không? Nhưng mà đóng nến tuần này lại là một cây nến Mazubozu với thân nến rất là đầy đặn và dâu nến gần như là tiêu biến luôn. Và cây nến này cũng đã đóng dưới cả dâu nến lẫn thân nến của tuần trước đấy. Đây sẽ là một cái tín hiệu mạnh mẽ cho thấy là cái việc phe sell vẫn đang kiểm soát thị trường. Cho nên kế hoạch với USD Index trong tuần này chúng ta sẽ canh cao, chúng ta sell xuống nhé. Thì vùng giá canh sell xuống gần nhất cũng như là các bạn có thể vào ngay được mà không cần phải canh quá nhiều, đó là chúng ta có thể entry sell ngay. Tại vì sao? Tại vì là giá cũng đã phá vỡ qua cái vùng hỗ trợ quanh vùng 100.8 cho đến 101.4 rồi. Nó phá vỡ bằng một cái nến engulfing rất là mạnh mẽ này. Thì đây sẽ là một cái tín hiệu để mọi người có thể là entry sell xuống ngay nếu như các bạn không thích đợi cái việc mà test lại. Kế hoạch thứ hai để chúng ta entry sell xuống đó là mọi người sẽ đợi giá hồi lên một nhịp ở vùng phía trên quanh vùng 102.2 cho đến 102.8. Đây cũng sẽ là cái vùng hỗ trợ trên khung thời gian D, nhưng mà giá cũng đã phá qua rồi. Và hiện tại thì cái phe giảm của nó vẫn đang tiếp tục được duy trì. Thì mình nghĩ là không thể nào mà cứ giảm mãi được phải không? Nó sẽ có một cái nhịp hồi nào đấy. Thì cái nhịp hồi này nó có thể là lên một nhịp và hồi về cái vùng mà hỗ trợ màu xanh quanh 102.2 cho đến 102.8 này rồi nó mới sập. Thì sau khi mà giá hồi về đây, chúng ta có thể là canh cái mẫu hình nến, ví dụ như là nến doji rút chân thể hiện cái sự từ chối tăng tiếp, và cây nến engulfing cho thấy là cái phe sell vẫn còn đang mạnh mẽ, thì chúng ta có thể là entry sell xuống với USD Index nhá. Thì đấy sẽ hai cái plan để mọi người có thể là canh sell xuống với DXY. Chúng ta chuyển sang cặp tiếp theo, cặp cuối cùng, đó là dầu. Dầu ở trên khung wick đóng nến là một cây nến búa như thế này, thể hiện cái sự từ chối giảm tiếp. Khi mà mọi người nhìn rộng ra ấy, chúng ta có thể thấy là nó cũng phản ứng với cái vùng hỗ trợ quanh vùng 72.6 cho đến 74.5 luôn. Tức là trước ấy giá đã test đi test lại vùng này rất nhiều lần rồi, nhưng mà nó liên tiếp nó xuất hiện những cái dâu nến rút chân thể hiện cái sự từ chối giảm tiếp phải không? Thì tuần này tiếp tục đóng nến là một cây nến cho thấy là cái phe tăng ấy, cái phe buy vẫn còn đang rất là mạnh mẽ. Thì dựa vào đây chúng ta có thể là canh và entry buy lên đối với dầu. Đấy, cái điểm entry buy đầu tiên mà mọi người có thể là buy lên đó là chúng ta buy ngay được. Chúng ta buy ngay được đây. Nếu mà buy thì mọi người có thể vào ngay tại giá 74.9 và chúng ta đặt SL ở dưới cái vùng dâu nến này nhá. Còn TP mọi người sẽ kéo lên cái vùng giá cao nhất. Tại vì sao mình lại cho mọi người entry buy lên? Tại vì đầu tiên đó là giá vừa phản ứng với cái vùng hỗ trợ key level quanh 72.6 cho đến 74.5 xong, và cái lực tăng của nó đang hồi phục lại rất là mạnh mẽ này. Khi mà liên tiếp xuất hiện những cái nến Mazubozu với thân nến rất là đầy đặn như thế này, thì để mà không chờ đợi lâu và phòng cái trường hợp mà giá nó không test lại, thì chúng ta có thể là entry buy lên luôn. Đấy là cái plan đầu tiên.
Và lần thứ hai chúng ta sẽ về khung thời gian H4 để xem là có cái điểm nào để mọi người có thể ban hay không nhé. Với khung H4 thì chúng ta sẽ co hẹp lại cái điểm buy thôi, chứ còn là cái vùng màu xanh này vẫn là cái vùng buy tiềm năng nhất nhé. Đây, với khung H4 mình sẽ tạm thời xóa cái vùng cản trên khung thời gian D đi nha. Với khung H4 thì đây sẽ có cái vùng này này, tức là nó vào cái vùng OB, vùng OB tăng cũng như là cái vùng demand tăng ấy. Đấy. Mọi người có thể là thu hẹp lại cái điểm entry tại đây quanh 72.8 cho đến 73.7. Đấy, tức là chúng ta sẽ không entry buy lên ngay mà chúng ta sẽ đợi một cái nhịp hồi về và test lại cái vùng giá màu xanh này thì chúng ta mới entry buy lên. Thì mình nghĩ là theo cái plan thứ hai này nó sẽ an toàn hơn nhé. Đây, theo plan thứ hai này nó sẽ an toàn hơn này. Tuy nhiên thì mọi người cần để ý cho mình một cái vùng gap mà vàng đã tạo ra này. Nó đâu đó nó sẽ là quanh vùng 77 cho đến 78. Đây, nó có một khoảng gap rất là rộng như này và hiện tại thì giá chưa lên đây để lấp đầy được. Thì trong cái việc mà chúng ta buy lên, chúng ta có thể để target lên đây để trong trường hợp mà giá lên đến cái vùng gap này và lấp đầy nó thì nó sẽ có một cái sự đảo chiều nhẹ. Đấy. Thì lên đây mọi người sẽ để ý giá, có thể là chốt một phần lợi nhuận ở đây hoặc chúng ta chốt luôn, đặt target là full TP luôn tại cái vùng 77 cho đến 78 này nhá. Thì đấy sẽ là hai cái plan để mọi người có thể là canh buy lên đối với dầu trong tuần này. Vậy là qua video này thì mình đã đưa ra những góc nhìn cũng như nhận định cho bốn cặp tiền ở trong tuần mới này rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc hay câu hỏi nào thì hãy comment xuống dưới video này cho mình biết được nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy yêu quý và tin tưởng mình thì đừng quên đăng ký tài khoản sàn NextEm mà mình cố để dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.